Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh bột năng thập cẩm với mình. Món bánh này thì mình cũng làm khá là đơn giản nhưng mà thành quả thì trông vô cùng bắt mắt. Và khi ăn vào thì bánh của mình có cái độ mềm dẻo kết hợp cùng với lại tôm khô, thịt xay rất là đậm đà. Và ăn thì mình ăn kèm với lại nước mắm chua ngọt nha. Lâu lâu thì các bạn có thể đổi bữa cho gia đình của mình. Và để làm bánh thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video. Và đây là nguyên liệu để mà mình làm cái món bánh này. Mình sử dụng ở đây là 50 g bột gạo, 150 g bột năng, 450 ml nước lọc, muỗng hành lá và ngò rí, thêm chút hành phi nữa. Tôm khô thì mình sử dụng ở đây là 20 g và 100 g thịt xay. Tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để làm thì mình sẽ đi pha bột trước, mình sẽ cho hết bột gạo và bột năng qua bên một cái tô khác lớn hơn. Mình cho bột gạo vào thì bánh của mình nó sẽ không có bị quá dai. Từ 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 mình cho nước các bạn hòa tan bột ra. Để không bị lạc quá thì mình sẽ dằn vô chút xíu muối và cho vào một ít bột ngọt nữa. Tô bột thì mình cũng đã hòa tan xong, mình để bột qua một bên để bột nghỉ khoảng 15 phút. Trong thời gian mình chờ đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi ướp thịt. Các bạn cho vô một ít tỏi băm, một chút muối, một chút bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường. Mình dằn vào chút xíu nước mắm cho thơm nha. Sau khi đã cho vào xong hết thì mình trộn đều lại. Cái này các bạn không làm thịt xay á, thì mình có thể thay thế bằng tôm tươi. Tô thịt xay thì mình cũng đã trộn đều hết gia vị rồi. Tiếp theo thì mình chuẩn bị ở đây một cái chảo nhỏ, các bạn cho vô chút xíu dầu, cho vào ít tỏi băm, các bạn phi cho thơm lên nha. Khi tỏi đã bắt đầu thơm thì mình sẽ cho hết thịt xay vô. Sau đó thì mình đảo đều để cho thịt săn lại. Thịt xay thì cũng đã săn lại hết, các bạn rửa sạch tôm khô mà đã chuẩn bị, mình cho vào luôn. Mình làm những con tôm khô nhỏ nhỏ thì sẽ ngon hơn nha. Con to quá thì các bạn cần cắt ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ xào cho hỗn hợp thịt xay và tôm khô này chín hẳn. Gia vị thì các bạn chỉ cần nêm cho vừa ăn là được. Thịt xay và tôm khô thì cũng đã chín rồi, bây giờ mình tắt bếp. Và bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ 15 phút rồi các bạn. Mình cho bột hết vào trong nồi, sau đó các bạn mở bếp lên, mình để với lửa nhỏ nha. Mình khuấy một hồi để cho bột hơi sánh lại. Nồi bột mình khuấy thì cũng đã bắt đầu nóng và hơi vón cục lại nè các bạn. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp đi. Khi đã tắt bếp rồi thì các bạn vẫn đánh để cho bột sánh đều lại. Và nồi bột thì mình cũng đã đánh đều rồi, mình sẽ được một cái hỗn hợp rất là sánh mịn như vậy nha. Tiếp theo thì các bạn cắt nhỏ ngò rí và hành lá mình cho vô. Cho thịt xay và tôm khô vào nữa. Cho vào xong rồi thì bắt đầu mình trộn đều lại. Nhìn trông rất là bắt mắt nha các bạn. Khi mà mình hấp chín lên á, thì bột sẽ còn trong lại nữa. Phần gia vị thì mình chỉ cần làm cho vừa ăn là được. Trộn đều xong thì mình sẽ cho ra ngoài khuôn.
Và khuôn ở đây thì mình sử dụng là một cái khuôn chữ nhật nè, mình cũng đã bôi lên một ít dầu ăn rồi. Mình cho hỗn hợp bột vô. Cho vào xong thì mình tan cho đều ra. Chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi. Để làm xong thì mình đem đi hấp luôn. Nồi nước để hấp bánh thì cũng đã sôi. Lúc này thì mình cho bánh vô nha các bạn. Một mẻ thì mình sẽ hấp trong vòng là 15 phút. Vì bột mình đã lấy trùng rồi nên là cái thời gian hấp cũng rất là nhanh. Giờ mình đậy nắp lại. Nồi bánh thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi. Lúc này mình dỡ nắp ra. Rất là thơm nha các bạn. Khi chín thì bánh nó sẽ trong lại chút xíu. Bây giờ thì mình tắt bếp. Và lấy ổ bánh này ra ngoài chờ cho nguội lại. Và ổ bánh thì mình cũng đã để cho nguội rồi. Mình có thoa dầu ăn nên là lấy lên cũng rất là dễ dàng. Để cắt bánh thì mình sẽ dùng kéo nha. Vì có tôm khô với lại thịt á, các bạn cắt dùng dao thì cái đường cắt sẽ không có được đẹp. Và đây là bánh ở bên trong nè. Mình sẽ cắt lại thành những cái miếng vừa ăn. Bánh mình cắt xong thì bây giờ bày ra ngoài đĩa. Cắt ra thì cái miếng bánh của mình trông rất là đẹp mắt nha các bạn. Và một mẻ mình làm cũng được khá nhiều nữa. Món này thì mình sẽ ăn kèm với lại nước mắm chua ngọt. Và bánh thì mình cũng đã bày ra ngoài đĩa hết rồi. Để được ngon hơn thì mình cho lên ít hành phi nha. Nhìn trông rất là hấp dẫn các bạn. Rồi thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức món bánh này với mình. Và để ăn thì mình sẽ kết hợp cùng với lại nước mắm chua ngọt. Công thức để mà làm nước mắm thì mình sẽ ghi chi tiết với phần nguyên liệu nha. Và bánh khi ăn vào thì bánh của mình có cái độ mềm dẻo rất là ngon, gia vị thì vừa ăn, phần thịt và tôm khô ở bên trong thì lại rất ngọt các bạn. Và mình kết hợp cùng với lại ngò rí, hành phi, nước mắm chua ngọt, ăn vừa thơm mà lại không có bị ngán. Cách làm này thì mình thấy rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được hết. Và phần topping này thì các bạn có thể thay thế theo cái sở thích của mình. Và như vậy là Phúc cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.